Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh. Biết được các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, biết được nội dung và phương pháp xác định kế hoạch cho doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là văn bản thể hiện mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Mục tiêu của doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ phát triển có thể khác nhau, nhưng về lâu dài các doanh nghiệp đều hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. Mộ La Mã, căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc bán cái thị trường cần. Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố cơ bản: nhu cầu thị trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội, pháp luật hiện hành và khả năng của doanh nghiệp. Hình 53.1 là sơ đồ về các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm 4 yếu tố. Thứ nhất là nhu cầu thị trường, đó là đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa. Thứ hai là pháp luật hiện hành, đó là chủ trương đường lối chính sách của nhà nước. Thứ ba, tình hình phát triển kinh tế xã hội, là sự phát triển sản xuất hàng hóa và thu nhập của dân cư. Thứ tư là khả năng của doanh nghiệp, đó là vốn, lao động, công nghệ, trang thiết bị và nhà xưởng. Thí dụ, nhu cầu về thức ăn gia súc ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, sản phẩm lại đang có khả năng tiêu thụ ở thị trường Campuchia và Lào, nên công ty Việt Phong quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc có công suất 5 tấn một giờ và dự kiến sẽ đạt 5 tấn một giờ vào năm sau. Hai là mã, nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Một, nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất. Hình 53.2 là sơ đồ về nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Hình 53.3 là sơ đồ phương pháp lập kế hoạch kinh doanh. Thứ nhất là kế hoạch bán hàng bằng mức bán hàng thực tế trong thời gian qua cộng trừ các yếu tố tăng giảm. Thứ hai là kế hoạch mua hàng bằng mức bán kế hoạch cộng trừ nhu cầu dự trữ hàng hóa. Thứ ba là kế hoạch vốn kinh doanh bằng vốn hàng hóa cộng tiền công cộng tiền thuế. Thứ tư là kế hoạch lao động cần sử dụng bằng doanh số bán hàng dịch vụ chia cho định mức lao động của một người. Thứ năm là kế hoạch sản xuất bằng năng lực sản xuất một tháng nhân với số tháng. Kế hoạch bán hàng được xác định trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thị trường thông qua các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua hàng của khách hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường, thì kế hoạch bán hàng được xác định trên cơ sở dự đoán nhu cầu của thị trường. Kế hoạch mua hàng được xác định phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian so với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp. Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu mua hàng hóa, tiền trả công lao động và tiền nộp thuế. Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và căn cứ vào nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định, thí dụ như một quý hay một năm, v.v. Thí dụ, một doanh nghiệp X có năng lực sản xuất 10.000 sản phẩm một tháng, nhu cầu thị trường đang cần sản phẩm đó của doanh nghiệp, vậy thì kế hoạch sản xuất một năm của doanh nghiệp X đó là 10.000 sản phẩm một tháng nhân cho 12 tháng bằng 120.000 sản phẩm. Câu hỏi 1. Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ nào là quan trọng nhất và vì sao? 2. Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp. 4. Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.